Chủ đề bổ sung canxi cho bé 8 tháng hiện đang nhận được rất nhiều quan tâm từ ba mẹ. 8 tháng là mốc thời gian bé có nhiều thay đổi cả về tâm và vận động. Bởi vậy bổ sung canxi giai đoạn này cho bé là điều được các chuyên gia khuyến cáo. Tại sao cần bổ sung canxi cho bé 8 tháng, một nhu cầu canxi cho bé 8 tháng? Canxi là chất khoáng có nhiều vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của bé. Vai trò lớn nhất phải kể đến việc cấu tạo nên hệ xương răng cho bé, với bé 8 tháng, đây là thời điểm phát triển chiều cao nhanh nhất trong cả cuộc đời. Mỗi tháng bé có thể tăng từ 1 đến 1,5 cm tới khi đạt 12 tháng. Đồng thời đây cũng là lúc bé bắt đầu bước vào thời kỳ mọc răng sữa. Bé 8 tháng đã có thể có từ 1 đến 2 chiếc răng. Do vậy, nhu cầu canxi cho bé giai đoạn này tăng rất cao. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu khuyến nghị canxi cho bé giai đoạn này cần đạt 400mg canxi một ngày. Lượng canxi này được khuyến cáo nên đến từ chế độ ăn của bé là chủ yếu. Tuy nhiên, nếu chế độ ăn không đủ, việc bổ sung canxi là cần thiết. 2. Khi nào cần bổ sung canxi cho bé 8 tháng? Bé từ 8 tháng ba mẹ đã có thể bổ sung canxi thêm để hỗ trợ bé tăng trưởng tối ưu. Việc bổ sung này sẽ cần đẩy mạnh hơn nếu bé có những dấu hiệu thiếu hụt canxi sau đây bé 8 tháng có thể thiếu canxi nếu bé chậm mọc răng. Thông thường số răng của trẻ dưới 2 tuổi có thể tính theo công thức số răng bằng số tháng tuổi của bé trừ 6. Do vậy, nếu bé 8 tháng chưa mọc răng rất có thể là biểu hiện của thiếu hụt canxi, bé 8 tháng chậm phát triển vận động. Theo mốc vận động bình thường, bé 8 tháng có thể đã ngồi vững, tập bò nhanh và vịn đứng lên. Nếu bé chưa làm được những điều trên, ba mẹ nên nghĩ tới việc bổ sung canxi cho bé ngay nhé. Bé 8 tháng có dụng tóc vành khăn và chậm liền thóp. Đây cũng là những dấu hiệu rất điển hình cho thấy bé đang bị thiếu hụt canxi cấp. Bé 8 tháng ngủ không ngon giấc, hay giật mình và biếng ăn, thiếu hụt canxi cũng là nguyên nhân gây ra những vấn đề trên ở bé. Nếu bé 8 tháng có một trong các vấn đề trên, ba mẹ nên đưa bé đi thăm khám bác sĩ dinh dưỡng. Tại đây, bác sĩ sẽ có những chỉ định và chẩn đoán chính xác mức độ thiếu hụt canxi và có hướng điều trị kịp thời cho bé. Hướng dẫn cách bổ sung canxi cho bé 8 tháng khi đã xác định bé 8 tháng có những dấu hiệu thiếu hụt và cần bổ sung canxi, ba mẹ hãy lưu lại những hướng dẫn hữu ích sau đây. Có những loại canxi cho bé 8 tháng nào? Phân loại canxi theo bản chất hóa học, nếu phân loại theo cách này, canxi được chia thành hai dạng phổ biến là canxi hữu cơ và canxi vô cơ. Trong đó mỗi loại có những đặc điểm nổi bật riêng biệt. Dạng canxi hữu cơ, đây là dạng dễ hấp thu và hầu như không gây tác dụng phụ như táo bón, khó ngủ cho bé 8 tháng, dạng canxi vô cơ với dạng vô cơ hàm lượng canxi thường cao, tuy nhiên canxi nguyên tố lại thấp. Dạng này khó hấp thu và dễ gây táo bón cho bé hơn, phân loại canxi theo chế phẩm. Cách phân loại này sẽ dễ nhớ hơn cho ba mẹ. Cơ bản, canxi cho bé giai đoạn 8 tháng thường có ở những dạng chế phẩm như dạng viên nén, dạng siro, dạng nước, dạng hỗn hợp cùng với vitamin tổng hợp, tùy thuộc vào việc bé có dễ uống thuốc không mà ba mẹ cân nhắc lựa chọn chế phẩm canxi phù hợp cho bé. Và để việc bổ sung được hiệu quả, ba mẹ nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ để lựa chọn dạng và liều lượng phù hợp nhất với tình trạng của bé. Amomacancium kit canxi cho bé 8 tháng. Ngày nay, các chuyên gia khuyến cáo mẹ nên bổ sung kết hợp canxi với vitamin D3 và vitamin K2. Điều này gây ra một số khó khăn cho mẹ khi phải lựa chọn nhiều sản phẩm để bổ sung đủ ba loại dưỡng chất trên. Nhưng vấn đề này đã được giải quyết bởi sự ra đời của sản phẩm Amomacancium kit Amo Macancium Kit giúp bổ sung canxi cho bé 8 tháng. Sản phẩm bổ sung canxi hữu cơ từ sữa vô cùng vượt trội. Không gây nóng trong táo bón hay ảnh hưởng đến thận của bé. Cùng với đó là nó bổ sung đồng thời thêm hai dưỡng chất cực kỳ quan trọng đó là D3 và vitamin K2 MK7. Vitamin D3 này giúp bé hấp thu tối đa canxi từ thức ăn và Amo Macancium Kit vào máu. Tiếp đó, vitamin K2, MK7 giúp vận chuyển lượng canxi có trong máu và gắn chính xác vào xương. Chúng phối hợp hoạt động với nhau tạo nên một vòng tròn khép kín giúp bé có thể hấp thu và sử dụng canxi một cách tốt nhất. Giúp củng cố sức khỏe hệ xương và thúc đẩy phát triển chiều cao. Ngoài ra, Amoma Canxi ung còn bổ sung ma giúp giữ canxi ở thận. Từ đó, tăng tái hấp thu canxi, hạn chế ít nhất lượng canxi bị đào thải ra ngoài. Và kẽm giúp tăng đề kháng và kích thích bé ăn ngon. Hãy để Amo Ma Canxi Um Kit đồng hành cùng bé giúp bé ăn ngon hấp thu canxi tốt và có chiều cao vượt trội. Lưu ý để bổ sung canxi hiệu quả cho bé 8 tháng, bên cạnh các loại canxi cho bé 8 tháng, ba mẹ cũng cần nhớ những lưu ý sau đây để việc bổ sung được hiệu quả nhất. Ba mẹ nên cho bé bổ sung canxi vào buổi sáng. Đây là thời điểm vàng giúp canxi được hấp thu và chuyển hóa tốt nhất. Ba mẹ nên bổ sung kèm vitamin D3 và vitamin K2 trong thời gian bổ sung canxi hai vitamin này sẽ giúp bé hấp thu canxi vào xương được nhanh và hiệu quả hơn điều này cũng giúp hạn chế việc canxi bị lắng động lại ở thận và khớp trong thời gian bổ sung canxi ba mẹ nên tăng cường vận động cho bé vận động sẽ giúp giảm thiểu các tác dụng phụ của việc bổ sung canxi như táo bón đồng thời chúng cũng giúp cơ thể bé hấp thu canxi tốt hơn nếu có bổ sung thêm sắt và kẽm hay các vi chất khác ba mẹ nên chú ý uống chúng cách canxi ít nhất một giờ Bổ sung đồng thời sẽ xảy ra hiện tượng cạnh tranh hấp thu và ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị thiếu canxi. Những thực phẩm giàu canxi cho bé 8 tháng. Bổ sung canxi cho bé 8 tháng từ nguồn thực phẩm cũng là một giải pháp vừa an toàn vừa đem lại hiệu quả cho bé. Ba mẹ nên tham khảo một số thực phẩm giàu canxi mà bé 8 tháng có thể bổ sung như sau. Sữa, đây là thực phẩm chứa canxi dồi dào cho bé 8 tháng. Trung bình ước tính cứ 100 ml sữa sẽ cung cấp cho bé từ 100 đến 120 mg canxi. Sữa chua, bổ sung sữa chua cũng là cách vừa tăng cường canxi vừa hỗ trợ tiêu hóa tuyệt vời cho bé 8 tháng. Ba mẹ có thể cho bé sử dụng một hũ sữa chua ngay sau bữa dặm để tăng hiệu quả. Phô mai, phô mai cũng là chế phẩm từ sữa và rất giàu canxi. Bé 8 tháng có thể sử dụng phô mai trong chế biến hoặc tập ăn thô đều rất tốt. Nhóm hải sản, cá hồi, tôm, cua, lươn cũng là những thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng, đặc biệt là canxi. Bé 8 tháng có thể bổ sung đa dạng để khẩu phần ăn phong phú hơn. Với những thông tin hữu ích về chủ đề canxi cho bé 8 tháng vừa rồi, mong rằng ba mẹ đã tìm ra lời đáp cho bản thân. Chúc ba mẹ có thật nhiều kiến thức để áp dụng nuôi bé khỏe mạnh mau lớn nhé. gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.